Những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga-Ukraine trong 24 giờ qua G7 EU quyết biến loạt đường ống khí đốt từ Nga thành phế liệu Nga mất 48 hệ thống pháo binh trong 2 ngày Ukraine phản đòn dữ dội đánh bật Nga khỏi hàng chục vị trí Bắc Mút chỉ là khúc dạo đầu cho cuộc phản công Tổng thống Belarus Lukashenko vắng bóng gần một tuần nghi vấn bị đầu độc sau chuyến trở về từ Moscow. Trụ sở chỉ huy lữ đoàn 4 của Nga ở Bắc Bút bị Ukraine xóa sổ, hai chỉ huy cùng nhóm sĩ quan cấp cao thiệt mạng. Và tất cả sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Thì ý mất chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. G7 EU quyết biến loạt đường ống khí đốt từ Nga thành phế liệu. Kính thưa quý vị, theo Financial Times, sau cuộc họp mới nhất của các lãnh đạo thuộc nhóm G7, nhóm các quốc gia này và EU đã quyết định sẽ cấm nhập khẩu khí đốt của Nga trên các tuyến đường mà Moscow đã cắt nguồn cung. Đây là lần đầu tiên việc buôn bán khí đốt qua đường ống bị các cường quốc phương Tây ngăn chặn kể từ khi cuộc chiến tại Ukraine nổ ra. Được biết, Quyết định này nhằm ngăn chặn việc nối lại xuất khẩu khí đốt qua đường ống của Nga trên các tuyến đường tới các nước như Ba Lan và Đức. Nơi Moscow đã cắt nguồn cung cấp vào năm ngoái và gây ra một số cuộc khủng hoảng năng lượng trên khắp châu Âu. Thưa quý vị, đây là một trong những động thái mới nhất của G7 và EU nhằm đảm bảo rằng nguồn doanh thu từ năng lượng của Nga sẽ bị cắt giảm đáng kể, gây sức ép lên nền kinh tế đông Âu này. Quyết định sẽ được các nhà lãnh đạo G7 hoàn thiện tại Hội nghị Thượng đỉnh Hiroshima trong tuần này. Theo Financial Times, trong các nhóm kinh tế hàng đầu sẽ giảm hơn nữa việc sử dụng các nguồn năng lượng của Nga, bao gồm cả việc ngăn chặn việc mở lại các con đường trước đây đã bị phong tỏa bởi vũ khí hóa năng lượng của Nga, ít nhất là cho đến khi có một nghị quyết về cuộc xâm lược. Một quan chức châu Âu không thuộc G7 cho biết ông nghi ngờ động thái này một phần nhằm tạo niềm tin cho các nhà đầu tư ủng hộ các dự án cơ sở hạ tầng LNG cả ở châu Âu và Bắc Mỹ, bằng cách loại bỏ mối lo ngại rằng khí đốt trẻ hơn của Nga có thể quay trở lại nhanh chóng. Mặc dù các biện pháp này không có khả năng ảnh hưởng đến bất kỳ dòng khí đốt nào ngay lập tức, nhưng nó nhấn mạnh quyết tâm sâu sắc của Brussels nhằm thực hiện vĩnh viễn, xoay trục nhanh chóng, và đau đớn khỏi hàng chục thập kỷ thuộc vào năng lượng của Nga. Lệnh cấm mang tính biểu tượng cao vì từ khi bắt đầu chiến sự, EU đã tránh nhắm mục tiêu vào các dòng chảy của đường ống do sự phụ thuộc rất lớn vào khí đốt của Moscow. Không chỉ như vậy, vì thông qua động thái này sẽ khiến một số đường ống dẫn khí đốt chính của Nga tới châu Âu trở thành đống phế liệu, như lời một quan chức Đức từng nói về đường ống dòng chảy phương Bắc Hải. Hệ thống đường ống khí đốt từ Nga sang châu Âu hiện bao gồm đường ống Nord Stream 1 và 2 đã bị phá hoại vào năm ngoái và chỉ còn lại một trong bốn đường truyền đang ngừng hoạt động vô thời hạn và đường ống Yaman đến Ba Lan vẫn còn nguyên vẹn nhưng cũng đã ngừng hoạt động. Trước đó vào cuối năm ngoái, Moscow đã ngừng vô thời hạn việc vận chuyển khí đốt qua đường ống dòng chảy phương bắc 1 qua châu Âu đồng thời hạn chế lượng khí đốt qua châu lục này xuống mức thấp lịch sử, khiến giá khí đốt tăng vọt lên hơn 10 lần so với mức bình thường. Nhưng trong những tháng gần đây, giá đã giảm đáng kể khi mà châu Âu cắt giảm thành công nhu cầu trong mùa đông, để nhanh việc triển khai, năng lượng tái tạo và tìm nguồn cung cấp thay thế như vận chuyển LNG bằng đường biển. Thì phần nhập khẩu khí đốt của châu Âu của Moscow đã giảm từ hơn 40% trước kia xuống dưới 10%. Đồng thời mùa đông khá ôn hòa vừa qua, đã giúp EU tích trữ được lượng lớn khí đốt vào các kho năng lượng, tự tin hơn với việc thiếu nguồn cung từ Nga. Các quan chức tự tin rằng kho chứa khí đốt hiện đã đầy khoảng 60% so với khoảng 30%. Vào cùng thời điểm năm 2022, sẽ đầy trước khi mùa đông tới. Ngoài việc cấm đường ống khí đốt, các đường ống dẫn dầu của Nga đã cắt giảm nguồn cung, bao gồm cả nhánh phía bắc của dòng Rosna, cung cấp cho các nhà máy lọc dầu ở Đức và Ba Lan cũng có thể bị chặn theo các biện pháp của EU. Lệnh cấm vận đang được các nhà ngoại giao thảo luận như một phần trong gói trừng phạt thứ 11 của EU. Tuy nhiên, một số nhà ngoại giao EU nói rằng đề xuất này cần được Brussels làm rõ, xem có thể khiến thị trường dầu mỏ châu Âu thay đổi. Đức và Ba Lan, mặc dù được miễn trừ trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga, cho biết họ sẽ tự nguyện chấm dứt việc vận chuyển dầu thô qua Rusba, mặc dù Ba Lan vẫn tiếp tục nhận nguồn cung cấp cho đến khi Nga cắt đứt dòng chảy vào tháng 2 năm nay. Trong khi đó, các nhà máy lọc dầu của Đức đã ngừng đặt hàng dầu thô của Nga từ đầu năm nay. Nga mất 48 hệ thống pháo binh trong 2 ngày Lực lượng của Nga tại Ukraine đã mất 48 hệ thống pháo trong 2 ngày qua, theo thông tin cập nhật từ quân đội Ukraine, lực lượng của Moscow đã mất 21 hệ thống pháo trong 24 giờ qua, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày Chủ nhật. Điều này được đưa ra sau khi quân đội cho biết hôm thứ bảy rằng 27 hệ thống pháo đã bị loại bỏ trong ngày hôm trước. Thưa quý vị, vào thứ sáu con số được báo cáo trong 24 giờ trước đó là 15 hệ thống pháo với quân đội Kiev cho biết 14 hệ thống đã được Nga ngừng sử dụng vào thứ Năm. Kể từ ngày 8 tháng 5, 106 hệ thống pháo binh của Nga đã bị mất vào tay lực lượng của Ukraine, theo số liệu của Kiev. Newsweek không thể xác minh độc lập những con số này và đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để nhận xét qua email. Pháo binh đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến đang diễn ra cho cả hai bên. Vào tháng 1, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho biết Cuộc chiến ở Ukraine đã trở thành cuộc chiến bằng pháo binh. Đồng thời nói thêm rằng pháo binh đã chứng minh rằng nó vẫn là vua của trận chiến bởi cường độ sử dụng của nó. Vào đầu tháng 4, viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Washington cho biết các lực lượng của Moscow đang sử dụng pháo binh để bù đắp khả năng tấn công đại xuống cấp của họ. Việc cung cấp đạn pháo luôn là mối quan tâm đè nặng lên tâm trí Kyiv, bất chấp sự đóng góp từ những người ủng hộ phương Tây của đất nước. Ukraine phản đòn dữ dội, đánh bật Nga khỏi hàng chục vị trí. Bắt mất chỉ là khúc dạo đầu cho cuộc phản công. Chỉ trong một ngày, lực lượng Ukraine đã phản công dữ dội, đẩy lùi đánh bật lực lượng của Nga ra khỏi hàng chục vị trí ở gần Bắc Mất. Lực lượng phòng thủ Ukraine đã chiếm được hơn 10 vị trí của Nga gần Bắc Mất. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hanna Malia cho biết, vào ngày 14 tháng 5, Lực lượng phòng vệ đã chiếm được hơn 10 vị trí của quân nga ở phía bắc và phía nam ngoại ô Bakhmut. Họ đã dọn sạch một khu vực rộng lớn của khối rừng tại quận Ivanivsky, bắt giữ một số binh lính nga. Quý vị thân mến, bà Maria thông báo, chúng tôi tiếp tục tiến lên ở vùng ngoại ô trên mặt trận Bakhmut. Hôm nay, các đơn vị của chúng tôi đã chiếm được hơn 10 vị trí của địch ở phía Bắc và phía Nam ngoại ô Bắc Mút và giải phóng một khu vực rộng lớn của khối rừng ở quận Ivanivske. Lính địch từ các vùng khác nhau đã bị bắt. Và cũng theo bà Malia, thời tiết rất nóng ở Bắc Mút. Bà Malia viết, lực lượng Nga đã tập trung tất cả lực lượng của chúng ở đó và đang cố gắng tiến lên, phá hủy mọi thứ trên đường đi của chúng. Các trận chiến ác liệt vẫn đang tiếp diễn cố vấn tổng thống zelensky tuyên bố bắc mốt chỉ là khúc dạo đầu cho cuộc phản công mikaylo podolyak cố vấn của chánh văn phòng tổng thống ukraine tin rằng việc giải phóng thành phố bắc mốt phía đông cuối cùng sẽ là khúc dạo đầu cho cuộc phản công dự kiến của ukraine trong một cuộc phỏng vấn với báo đức bild podolyak nói ukraine đã giành được thế chủ động điều đó không có nghĩa là bắc mốt sẽ được giải phóng vào ngày mai nhưng giao tranh ác liệt sẽ tiếp tục và khả năng chiến đấu của Nga sẽ tiếp tục suy giảm. Theo nghĩa trọng hơn, bắt mút chỉ làm màn dạo đầu cho cuộc phản công là cánh cửa mở ra cơ hội để Ukraine mở cuộc phản công thành công. Khi được hỏi khi nào cuộc phản công có thể bắt đầu, Podolyak giải thích rằng cuộc phản công không phải là sự kiện diễn ra một lần có thể bắt đầu vào hôm nay và kết thúc vào ngày mai, mà là vô số hành động, hàng chục, thậm chí hàng trăm hành động một số trong đó đã được thực hiện. Ông lưu ý rằng, các cuộc tấn công vào khẩu gần của Nga làm suy yếu khả năng của quân đội Nga. Ông nói thêm, Chúng tôi cũng đã đạt được một số tiến bộ quy mô nhỏ, được bản địa khóa ở các khu vực của Donetsk. Tổng thống Belarus Lukashenko vắng bóng gần một tuần, nghi vấn bị đầu độc sau chuyến trở về từ Moscow. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã không xuất hiện tại các sự kiện công khai gần một tuần qua, giữa đồn đoán về sức khỏe của ông. Thủ tướng Belarus Roman Klauschenko vào ngày 14 tháng 5, thay Tổng thống Lukashenko đọc thông điệp chúc mừng người dân cả nước trong buổi lễ thường niên được truyền hình trực tiếp, nơi thanh niên cam kết trung thành với lá cờ tổ quốc. Ông Lukashenko vào hôm 9 tháng 5 tham dự các sự kiện liên quan ngày chiến thắng ở thủ đô Minsk, nhưng không phát biểu như thường lệ. Đó cũng là lần gần nhất lãnh đạo 68 tuổi xuất hiện trước công chúng. Tại sự kiện hai tuần trước đó, giọng ông Lukashenko có vẻ khàn. Văn phòng của ông Lukashenko từ chối bình luận về sự vắng mặt của ông, trong khi hãng tin đối lập Euroradio nói rằng ông Lukashenko được đưa đến một bệnh viện ở Minsk vào hôm 13 tháng 5. Tổng thống Lukashenko vào ngày 9 tháng 5 tham gia các sự kiện mừng ngày chiến thắng ở Moscow. Sau khi xem lễ duyệt binh trên quảng trường đỏ, ông lên xe đến tượng đài lịch sĩ vô danh cách đó khoảng 300 mét để đặt hoa. Trong khi ông Putin đi bộ đến đây cùng lãnh đạo Armenia và năm quốc gia Trung Á. Ông Lukashenko sau đó được phát hiện khẩn cấp rời Moscow, không dự tiệc trưa do Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì tại Điện Kremlin, nhiều nhà báo mô tả ông lukashenko có vẻ mệt mỏi khi được hỏi liệu sức khỏe có phải là nguyên nhân mà khiến ông lukashenko vắng mặt trong tiệc trưa hay không người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov nói sẽ rất không phù hợp nếu tôi bình luận với sức khỏe của tổng thống belarus alexander lukashenko peskov nói thêm rằng tổng thống lukashenko cũng có các sự kiện liên quan ngày chiến thắng ở minsk và đó là lý do ông ấy phải rời đi sớm nhất có thể Truyền thông Nga đã dẫn lời nghị sĩ Nga Konstantin Zalutin nói rằng ông Lukashenko chỉ đơn giản là bị ốm và có lẽ cần được nghỉ ngơi. Ông Lukashenko lãnh đạo Belarus từ năm 1994 và là đồng minh thân cận của Tổng thống Putin. Tổng thống Belarus đã cho phép Moscow sử dụng lãnh thổ để đưa quân vào Ukraine. Và theo nhiều nguồn tin tiết lộ, thì ông Lukashenko bị nhồi máu cơ tim diện rộng. Có khả năng ông ấy đã bị hôn mê. Nhiều nguồn tin đồn người Nga đã đầu độc ông ấy giống như họ đã làm với Bộ trưởng Ngoại giao Vladimir Maki trước đây vài tháng. Tin đồn về vấn đề sức khỏe của Lukashenko xuất hiện sau khi ông ngừng tham gia các sự kiện công cộng. Sau khi đến thăm Moscow để tham dự cuộc duyệt binh vào ngày 9 tháng 5, ông không xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, ngay cả trước ngày 9 tháng 5, ông ấy đã giảm đáng kể số lượng các cuộc họp vào đầu tháng, nhớ lại rằng một ngày trước đó, các phương tiện truyền thông Belarus đã viết rằng Lukashenko đã dành 2 giờ trong phòng khám tổng thống ở Rosny. Trong lần xuất hiện tại bệnh viện, lối vào bệnh viện đã bị chặn và lực lượng an ninh túc trực dọc hai bên đường. Ấn phẩm Nasaliva tuyên bố rằng tổng thống Belarus đã nhiễm virus. Loại virus này đã được chẩn đoán ở một số người thân của ông. Đồng sở chỉ huy Lữ đoàn 4 của Nga ở Bắc mất bị Ukraine xóa sổ, hai chỉ huy cùng nhóm sĩ quan cấp cao thiệt mạng. Ở hướng Bắc mất, sở chỉ huy Lữ đoàn Súng trường cơ giới số 4 của lực lượng vũ trang Nga đã bị tiêu diệt trong những ngày gần đây. Lực lượng vũ trang Ukraine đã thanh lý gần như toàn bộ chỉ huy của Lữ đoàn Súng trường cơ giới số 4 của lực lượng vũ trang Nga hoạt động ở khu vực phía bắc của hướng Bắc mất. Thưa quý vị, thông tin được xác nhận là vào ngày 13 tháng 5 bởi một sĩ quan truyền thông quân đội Nga. Nhà tuyên truyền quân sự Nga Andrei Morozov được biết đến với biệt danh là Mos ua đưa tin. Theo ông thì trụ sở của lữ đoàn 4 đã bị lực lượng vũ trang Ukraine tiêu diệt với sự trợ giúp của pháo Đại Bác. Nhóm người Nga bị thanh lý. Kết quả của việc này trong 48 giờ qua, ở lữ đoàn 4, lữ đoàn trưởng và tham mưu trưởng của lữ đoàn đã thiệt mạng một sĩ quan thuộc sư đoàn 2 AK, quân đoàn LPR đã thiệt mạng. Ở đó là những sĩ quan bị giết và bị thương khác của bộ phận lữ đoàn. Mus viết, ông đảm bảo rằng lữ đoàn này cũng bị tổn thất nặng nề trong 24 giờ qua. Nói chung, đã bị vùi dập bởi các trận chiến và không được nghỉ ngơi kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện của lực lượng vũ trang Nga. Được biết, giám đang hoạt động ở khu vực phía Bắc theo hướng Bắc Mút. Đánh giá theo các báo cáo mới nhất, Sườn này là của người Nga đang trạng nước và sắp sụp đổ. Morozov viết, lữ đoàn đã kiệt quệ đáng kể và kẻ thù biết về điều đó. Nhà báo và blogger Denis Kanzansky bình luận về việc đánh bại sở chỉ huy của lữ đoàn 4, nói rằng tọa độ có thể bị trò trĩ bởi Wagner, lực lượng đang xung đột với Bộ Quốc phòng. Những tin đồn rất gia dẫn đang lan truyền trong hàng ngũ những kẻ xâm lược về điều này. Ông đã viết trong Telegram rằng Prykogin, lãnh đạo của Wagner PMC, nói với niềm vui không giấu diếm về những thất bại và sự rút lui của quân đội Nga. Việc phá hủy trụ sở của Lữ đoàn 4 là một đòn gián nghiêm trọng đối với các đối thủ, điều mà chủ sở hữu của Wagner hiện đang rất cần. Nhà báo Yuri Botushov cũng đã nói về vụ việc trên Telegram, gọi đây là một thành công quân sự lớn của lực lượng phòng vệ Ukraine. Ông nhớ lại rằng, vào ngày 10, ngày 12 tháng 5, lữ đoàn 4 đã bị đánh bật khỏi vị trí và lùi lại 2 km về khu chứa Berkowski. Đây mới chỉ là khởi đầu, ông chắc chắn như vậy. Việc thanh lý sở chỉ huy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tổ chức tác chiến của lữ đoàn, không thể khôi phục quyền kiểm soát trong thời gian ngắn như vậy. Chất lượng kiểm soát sẽ giảm sút đáng kể. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình Xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.ptva.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.